Cảm ơn CDV, chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ. Hôm nay là ngày 11 tháng 11 2023 đây. Buổi sáng thì đang tiếp tục đóng gói các cái đơn cám mì chòe màu để gửi tới cho anh em trên toàn quốc. Hôm nay thì phần lớn là đơn 1 ký. Anh em cứ lấy 1 ký một hết để lấy tiếp này các bạn này. Đấy, chòe này, mì chòe màu thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, vân vân. Tỉnh luôn. Thì với tinh thần là vừa chơi vừa chia sẻ lại cho anh em là chính, do vậy là cám trên đất Việt thì không có để qua bất cứ một khâu trung gian cửa hàng đại lý nào đâu. Anh em lấy thì cứ điện trực tiếp cho nhà mình theo một trong hai số điện thoại ở đây thì cám trên đất Việt sẽ gửi tận nhà cho anh em trên toàn quốc luôn, miễn phí ship nhá. Đó, miễn phí ship luôn. Đấy, các bạn thấy bây giờ đã là bây giờ hơn rồi đây. Đó. Thì các cái đơn cám của anh em thì đều được đóng gói đi hàng ngày luôn. Đấy, anh em lấy theo gói cũng được này. Mì chòe mỗi loại 2 gói, tổng là 1 cân là được 4 gói là 200 ngàn, miễn phí tận nhà rồi. Chào Mao này. Đấy. Bịch như thế này. Anh em là lấy nhiều hơn thì có thể là cân rưỡi rồi 2 ký vân vân. Đó. Rồi bây giờ tiếp tục nhà mình sẽ đóng gói các đơn cám và gửi tới cho anh em kịp buổi sáng nay vì tầm khoảng 8 giờ là người ta đến người ta lấy rồi. Cảm ơn cả nhà đã luôn luôn tin dùng ủng hộ cám chi tiết.